đi nào. Mà giá sẵn được gì? Trận đấu tranh giải tứ hùng FC còn chụp với FC tứ lăng bom lên vào đây được rồi, một với một. Ôi giời, anh đã bắn chết chim rồi. Tiền đạo này khỏe quá. Một mình một bóng. Bọn chưa nào, cánh chạy đi nào. Được rồi, chuyển đá đảo đá luôn không? Chưa Mắc tên rồi. Mắc này mà không biết đâu. Đấy, mắc này nhớ mắc nào không? Không, không biết mắc nào, chỉ biết mắc nhớ thôi, tao tập biết thôi. Tao gì đọc tên mắc đâu. Ôi lại còn tao người đọc tên mắc. Đấy, đấy, như chữ ngủ ấy. À, biết cả. Được rồi. Yêu cầu trọng tài nhanh thêm tí. Trọng tài yếu lắm. Mày cứ bỏ cầu, mày nhớ cầu. Hiện giờ là phút thứ 55 của trận đấu, các chú FC đang dẫn trước 1-0. Ký vào đi nhé. Vào đi. Rồi. Đen thôi, đỏ quên đi. Đúng là sàng ngang của khá to, đúng là gốc. Đen rồi, giờ sàng ngang này đen á. Sàng ngang to đúng là gốc to. Buồn bó tay đấy. Hả? Không. Cầu thủ tóc dài Ferrari đã bị chấn thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi. Quả đấy phải đi bóng. Rồi. Tuyệt vời. Vừa rồi là pha đi bóng rất nỗ lực của anh Quân. Đi lên. Khánh Loan vào sân, Bầu Đức đã ra sân. Kèm người vào. Không ai kèm người góc này cả, toàn bỏ. Tứ Giáp đã gỡ hòa. Rồi sao anh em cố lên. Kèm người chặt vào. Chỗ giữa sân này góc bên phải này. Để cánh đi, chuyền đi. Nhìn mấy mới thằng đánh rộng.